Rồi, mến chào các bạn. Thì hôm nay anh Long là ảnh đang nghỉ. Anh đang nghỉ từ từ các cái khâu. Thì bây giờ là chương trình mà đầu tiên mà để ảnh bán giảm giá là máy xới xăng. Máy dầu ha, rồi còn máy xới kia, rồi máy phát điện, rồi máy cày, nhiều hạng mục nữa. Nhưng mà giờ đầu tiên là hạng mục đầu tiên. Thì nếu mà mình báo giá, báo hạng mục nào thì các bạn hỏi mua hạng mục đó ha. Thì hiện tại giờ thì ở đây thì có mấy chục chiếc máy xới xăng. Thì anh đã gom và anh rửa sạch sẽ rồi. Thì cái giá mà bán của chiếc này á, hiện tại giờ bán để mà nghỉ á, thì giá là bán lỗ từ 1.200.000 đồng đến 2.000.000 đồng một chiếc. Từ 1.200.000 đến 2.000.000. Rồi, tùy các bạn lựa chọn ha. Giá rất là rẻ luôn. Giá xem như là bao rẻ luôn. Có cả máy cắt cỏ đâu nè, rồi máy xới xăng loại 2 bánh có nè, rồi 2 bánh có, 1 bánh có. Từ 1.200.000 đến 2.000.000 một chiếc. Thì ở đây hiện tại giờ thì ảnh nói là đầu tiên giờ ảnh bán lái cái đã, hoặc là bán lẻ, tùy, bán lái bán lẻ cũng được, nhưng mà có lái bán thì ok hơn. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 8, 49, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 63 chiếc này thì ở đây nó có các cái loại như thí dụ một bánh nè, giá từ 1.200.000 đến 2.000.000 nha. Một bánh nè, Isuzu MT300 nè, rồi FF300 nè, Mitsubishi M27 nè. Tính ra là nếu mà giá này thì nó còn rẻ hơn cái động cơ nữa nha. Quá rẻ luôn. Rồi, đây. Máy một, máy đứng nè. Cái này thì anh bán dạng như bán như vậy là bán nguyên nguyên lô, nguyên lố nha các bạn nha. Thì phân ra hai loại, thí dụ như loại này thì giá nhiều, nói chung mình cũng biết, nhưng mà anh báo vậy đó. Giá từ 1.200.000 đến 2.000.000. Đây, máy xới. Máy xới này quá tuyệt vời rồi. GA90 là đời mới ha, OHV luôn. Rồi. Mitsubishi nè. G220 nè. Yamaha GE25 nè. Rồi đó, đủ loại, có nhiều dòng rất là đẹp luôn. Honda đa lòng lòng xéo đàng hoàng nha, OHV đàng hoàng nha. Honda giá lái hay giá lẻ đây mình biết, 1.200.000 đến 2.000.000. Kubota
cắt cỏ nè, có xe phát cỏ nè. Quá rẻ, quá rẻ. Bán lô mới một hạng mục nha, còn những cái hạng mục này chưa bán nè, nó còn rất nhiều nè. Máy dầu nè, 230 TS 230 chờ thứ dữ luôn, đời đời xưa đó, hàng độc nè đó, động cơ nè, Uta, máy phát điện, máy chạy dầu có đề luôn, L máy đang biết. Này có mấy con L60 nè, L này. À, động cơ L70. Cái này anh qua đây anh quay mấy này quay chơi nha các bạn nha. Còn cái phần mà phần ảnh bán là cái từ 1.2 đến 2 triệu là mấy cái xăng ngoài đó nha. Mấy hạng mục này sau này chưa, chương trình là hạng mục sau này mới bắt đầu giảm giá bán sau. Giờ giảm giá bán trước cái bộ đó đã. Còn rất là nhiều máy phát điện đồ tùm lum, đầm cốc đầm đồ tùm lum, chung rất là nhiều. Anh em nào có nhu cầu thì mình ghi số điện thoại rồi các bạn bấm vào chữ xem thêm ha, thì vào trong cái phần mô tả video các bạn, rồi các bạn vào trong phần mô tả video đó thì các bạn bấm vào chữ xem thêm trên cái tiêu đề, dưới tiêu đề thí dụ như là bán mấy xăng giá 1.2 triệu, rồi bắt đầu mình bấm vào chữ xem thêm, mình sẽ xem hết tiêu đề và trong cái phần mô tả của nó là sẽ có số điện thoại, địa chỉ đâu trong đó ha. Các bạn vào đó lấy số để mà gọi cho anh Long ha. Rồi, mến chào các bạn.